Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ tổ chức ngày hội việc làm cho hơn 1.000 sinh viên sắp tốt nghiệp. Đáng chú ý, có hơn 30.000 vị trí việc làm doanh nghiệp cần tuyển dụng, tạo sức nóng của ngày hội. Gần 100 công ty tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh tham gia trưng bày gian hàng giới thiệu các vị trí cần tuyển dụng. Trong đó, hơn 30 đơn vị tuyển dụng trực tiếp với hơn 11.000 vị trí việc làm chuyên về kỹ thuật viên, thiết kế, giám sát công trình, kỹ sư, IT. Biết được nhu cầu của công ty là việc làm như thế nào để mình đáp ứng được bản thân mình, rèn luyện thêm bản thân mình để trau dồi tốt hơn những kỹ năng mềm, kỹ năng cứng. Các gian hàng tuyển dụng phần lớn thuộc khối ngành kỹ thuật, công nghệ thông tin. Điều này cho thấy sức nóng của thị trường lao động theo xu hướng hội nhập. Chỉ riêng ngày hội này, các doanh nghiệp đặt hàng hơn 30.000 vị trí việc làm. Tuy nhiên, các sinh viên cần trang bị nhiều kỹ năng. Các bạn vừa ra trường thì các bạn sẽ không có kinh nghiệm gì đâu. Do đó, cái kỹ năng đầu tiên bên em cần là các bạn có khả năng về giao tiếp, về ngoại ngữ và đặc biệt là tiếng Anh. Các mặt hàng may mặc thì nó sẽ linh hoạt theo cái thị trường, do đó là bên công nghệ nó cũng sẽ linh hoạt theo. Do đó là cần sinh viên thứ nhất là ngoại ngữ, thứ hai là khả năng vi tính và thứ ba là khả năng nắm bắt về thay đổi xu hướng của thị trường. Tọa đàm với chủ đề khởi nghiệp, việc làm sinh viên trong thời đại số giúp sinh viên hiểu thêm về phương pháp tạo dựng hình ảnh, kỹ năng phỏng vấn. Gần 10 năm thành lập, với 22 ngành đào tạo, mỗi năm Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ có gần 1.000 sinh viên ra trường đáp ứng nhu cầu việc làm cho doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long. Ngày hội việc làm là dịp để trường nắm bắt xu hướng tuyển dụng của các doanh nghiệp, từ đây định hướng xây dựng ngành đào tạo phù hợp với thị trường.